em ship trên toàn quốc mà anh. Vâng, ở đâu em cũng gửi được mà. Đúng rồi anh, đúng rồi ạ. Anh đọc địa chỉ cho em để em gửi hàng cho anh ạ. Hôm nay á, ôi em cũng chẳng nhớ hôm nay thứ mấy nữa nhờ. khoảng anh ở Sơn La thì khoảng 3 ngày anh nhận được hàng rồi anh ạ. Vâng, vâng, vâng. Anh đọc địa chỉ giúp em để em gửi hàng cho anh ạ. Vâng. Tổ 5 Hồng Quyết Thắng à anh? À, phường Quyết Thắng. Dạ rồi ạ. Vâng. Vâng. Ok, đảm bảo cho anh. Chắc chắn rồi, bao giờ em cũng phải là cái tâm và cái chất lượng hàng đầu, vì là cái công của em gửi đi gửi lại cho anh nó còn mất công, mất việc của em nhiều hơn. Đây anh em ơi, cái hàng này là hàng tầm trung nhá anh em nhá. Đây, cây thân cảnh rất là đẹp đấy ạ. Nếu mà mình đứng vào đây thì cây này nó cao gấp đôi mình nhá. Mình không biết đo là chiều cao là khoảng bao nhiêu, nhưng mà nó cao gấp đôi người mình luôn á. Nó cao gấp đôi người mình luôn anh em nhá. Ở đảo ở miền Tây Bắc mình ý thì là do là khí hậu ở miền Tây Bắc ấy, nên là cái thân cây đảo á, nó mốc mốc nha anh em nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Nó hơi mốc mốc anh em nhá. Gốc rất là khỏe luôn. Anh em về bán cho khách nhá. Khách cái này về khách chơi cả mấy năm luôn á anh em. Vì là khi mà người ta chơi xong lại cho ra vườn á, cho ra vườn hoặc là kể cả trồng trong chậu á, chỉ cần mình chăm một xíu thôi. Đó, lá sang năm cây nó lại càng đẹp hơn. Nó lại đẹp hơn rất là nhiều luôn nhá. Đấy, đây là cái tầm trung nhá. Đó, đây là mời giá sỉ cho anh em nhá. Vận chuyển lên xe cho anh em này. Cái gốc này là gốc 5 năm rồi nhá anh em nhá. Gốc 5 năm rồi nhá. Rất là đẹp luôn này. Tay cảnh cực đẹp luôn. Cái này nha anh em về nhà chơi á. Khách của anh em về chơi hết năm nhá. Xong là sang năm lại nó lại đẹp hơn. Đấy, thân gốc nó lại to hơn. Đó, nó lại đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, nhìn tay cảnh này. Đấy, nụ thì vừa tầm luôn nha anh em nhé. Nụ vừa tầm luôn. Đó. Đây là đào phai anh em nhá. Nụ vừa tầm chơi luôn. Tại vì là nếu mà bây giờ mà nở rồi thì là đến Tết là rụng hết. Đó, đây anh em nhìn xem này. Đấy, nụ đây này. Nụ thì cực kỳ nhiều luôn. Đó. Nụ này là chơi vừa tầm nhá. Khi mà đánh bật gốc này lên cái này khoảng 4-5 ngày thôi. Đó là nó đã cho mình cái nụ hồng rồi. Đó, thế nên là Tết là vừa bung hoa luôn. Hoa nó bung là vừa luôn. Đây. Tay cảnh rất là dậy nhá. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã xem hết video. Cuối video rất mong được sự ủng hộ của anh em bằng cách nhấn like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.